Cả đang xin kính chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thời tiết càng ngày càng rét các bạn, rất là rét. Em sáng chủ quan đang nắng tưởng là bình thường thôi, nhưng mà đúng là gió mùa nó ùa về phát là nó rét thực sự luôn. Quý vị chị bà con nào anh em mình chưa có xe đi lại, anh em mình qua cửa hàng nhà Khả Đăng đi. Hiện tại nhà Khả Đăng đang về chật bãi rồi các bác nhé, chật bãi luôn, tất cả đều là xe mới về luôn. Đấy, rất là nhiều những mẫu xe mà Khả Đăng chưa lên sóng hết được cho quý vị anh chị vì xe nó quá nhiều. Đấy, mỗi ngày về chục chiếc thì không thể quay nẻ tẻ từng chiếc một được. Thì quý vị chị bà con anh em mà ưng chiếc nào, tất cả anh em mình nhân viên cộng tác viên người ta đăng, anh em mình ưng có thể làm việc trực tiếp với Khả Đăng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Hôm nay Khả Đăng sẽ lên sóng báo giá cho bà con hai hàng sedan này thôi. Chắc chỉ một video này chỉ báo được hai hàng sedan là căng đét rồi. Quý vị chị bà con nào anh em mình đi qua để Khả Đăng xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh. Khả Đăng ô tô chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin kính chúc tất cả quý vị chị bà con luôn luôn mạnh khỏe, thành công và may mắn, có thật nhiều sức khỏe và tiền bạc, tiền tài phát triển lộc mãi phát mãi các bác nhé, để làm sao mà anh em mình gặp nhau sớm nhất có thể này. Hôm nay thì đầu tiên thì Khả Đăng xin giới thiệu cho bà con các anh chị mẫu Accent AT số tự động đời 2020 với cửa tiền 420. Quý vị anh chị sẽ được sở hữu một mẫu xe đời cao, có thể làm trả góp với giá trị trả góp khoảng tầm 130 triệu, 150 triệu anh em trả góp, còn lại là anh em mình trả nợ ngân hàng khoảng tầm 300 là thoải mái các bạn. Đời 2020 tư nhân một chủ từ mới, màn nước sơn màu trắng, full đồ chơi phụ kiện các bạn. Đồ chơi con này rất là nhiều luôn, có cả cam nhìn nốt nữa, màn hình Android, cam đùi, cam hành trình, súp bắt gầm các kiểu. Đăng kiểm tháng 2 năm 2024, biển số đây 98A2729761 các bác nhé. Màn nước sơn màu trắng, biển Bắc Giang, tên tư nhân chính chủ, và bên em đang bán tại cửa hàng là 428 triệu. Anh em nào cảm thấy hợp lý thì anh em mình đến cửa hàng xem xe, giá còn bớt. Và khách hàng Khả Đăng ô tô thì có rất nhiều voucher. Đấy, động cơ 1.4 số tự động các bác nhé, tiêu hao tầm khoảng 5,5 lít xăng trên 100 km thôi. Siêu tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với gia đình nhà mình. Quý vị chị bà con này, anh em quan tâm được anh em mình trực tiếp đến cửa hàng làm việc với Khả Đăng qua số điện thoại 0326062789. Khả Đăng chân thành cảm ơn mọi người. Tiếp theo thì Hyundai i10 phiên bản sedan đời 2015, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Đây là một mẫu xe mà anh em mình mua về đi gia đình rất an tâm, vì đây là chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng luôn. Tư nhân chính chủ, không đóng vào hãng taxi. Xe mang lớp sơn màu trắng, sơn xi rất là đẹp. Đấy, xe gia đình một chủ từ đầu. Chiếc này thì nhà em đang bán là 218 triệu đồng. Có những chiếc mà đời 2000 đời cao thì vẫn chỉ bán giá này thôi, nhưng mà xe này nó rất là đẹp. Full đồ chơi phụ kiện, nốt mới là đăng kiểm dài, tư nhân chính chủ, nó đang đúc đầy đủ. Màn hình Android, sơn xi màu trắng sạch sẽ, bên em chưa rửa thôi chứ rửa xong rồi rất là đẹp luôn các bạn. Quý anh chị bà con nào anh em đăng ký kênh, anh em đi qua ủng hộ Khả Đăng xin một like, một đăng ký kênh nhá. Lâu lắm rồi anh em mình không tương tác nhiều trên kênh nên là đợt này Khả Đăng ô tô rất là ít khách gọi điện trực tiếp. Quý vị chị bà con nào anh em mình qua cửa hàng, anh em nhớ alo trực tiếp cho Khả Đăng qua số điện thoại 0326062789 ạ. Rất là nhiều xe quý vị anh chị nhé. Anh chị ơi, anh chị vào xem xe đấy à? Vừa em gọi anh chị đến trường Trường Sơn đấy hả? Vâng vâng, anh vào đây. Anh ơi, dẫn khách đi cho khách xem. Đây rồi anh. Đây rồi chị. Đây. Anh vào dẫn tư vấn cho khách. Dẹp nhỉ. Vâng vâng, vâng em ở đây đấy, anh Mạnh ở đây cả. Đấy. Anh dẫn anh chị đi xem qua mấy con xe. Đấy, rất nhiều khách hàng đến với Khả Đăng ô tô quý vị chị ơi. Và còn có anh chị nào anh em mình quan tâm được trực tiếp đến làm việc với Khả Đăng ô tô qua số điện thoại 0326062789 này. Rất là nhiều xe quý vị chị có thể nhìn thấy, những tất cả đều là những mẫu xe mới về mà bên em chưa lên sóng phục vụ cho quý vị chị được. Quý vị anh chị hãy đến cửa hàng xem xe. Tình trạng xe cộ này em phải xem lại mới báo chuẩn được các bác nhé, chứ không phải là xe nào cũng zin, xe nào cũng đẹp được. Cam kết bằng mồm thì chết, ai chả cam kết được đúng không? Thôi thì cứ báo zin đẹp đến anh em kiểm tra thì chất lượng xe cộ thì em kiểm tra lại một lần, xong em viết giấy cam kết bảo hành cho anh em. Xe đời cao, đời thấp thì mình xước sát ba quẹt được, nhưng đời cao mà xe đẹp, giá tiền mà nó ổn định, nó tốt ấy, thì anh em mình phải mua xe đẹp. Còn nếu mà giá nó thấp thì anh em chỉ có mua xe lỗi thôi. Chính vì thế nhiều chỗ mà người ta bán rất là rẻ, nên bà con có anh chị có thể lựa lựa nhé. Hoặc là người ta mua được rẻ, hoặc là người ta bán xe lỗi thì mới có giá rẻ được. Chứ còn thực tế bây giờ sắp Tết đến nơi rồi, hôm nay đã là ngày mùng 5 âm lịch rồi các bạn. Như vậy là khoảng có 55 hôm nữa là Tết thôi, rất là nhanh. Đấy, quý vị chị có thể nhìn thấy Accent nhé. Accent đời 2020 nhà em cũng rất là nhiều màu, màu trắng, màu đen cho bà con anh chị lựa chọn đây. Màu đen, máy số keo chỉ thân vỏ zin, đời 2020 mang nước sơn màu đen, có cả 2019 không nhé. Đấy, đời 2020 một chủ từ mới, xe đẹp nét căng như này các bác này. Chắc hãng thoải mái mà. Đẹp. Và thật các bác là có dịch vụ đi nữa thì nó mới lắm, đời 2020 chẳng phải ngại đâu. Chất lượng xe cộ em đảm bảo cho bà con về form dáng và cái về cái form dáng và cái đây là bản đủ nhá. Form dáng thì Accent với Vios nhìn nó rất là đẹp và nó rộng rãi hơn so với dòng xe khác. Soluto thì nó rẻ hơn, hay là Attrager cũng rẻ hơn một tí, nhưng mà chất lượng thì không hề kém cạnh đâu. Quý vị chị có thể cân đối lấy những mẫu dòng đấy nó rẻ hơn. Dòng này thì em đang bán là 370 các bạn, 370 là anh em mình bao vào tên chính chủ được rồi. Đấy, chính xác cửa hàng đang giao là 375, còn bớt còn giảm nộp ná mà.
Đây này, nếu anh em mình tài chính kinh tế nó tầm khoảng 180 triệu thì khả năng ô tô xin giới thiệu cho bà con có bác anh chị mẫu xe Vios E, xe gia đình không khoan đục luôn. Máy số im re. Chiếc này thì nó lỗi một tí mép chỉ cabo ở bên này. Một tí thôi, chỗ này gọi mép một tí thôi. Em báo đây các bác không báo không biết được, nhưng mà nó mép một tí này thôi, còn đâu là không vấn đề gì cả. Rằng giật đầu, rằng sắt xi còn nguyên, không có đâm đụng va chạm gì nặng. Xước sát nhẹ thì mình báo thế cho bà con. Nhưng mà xe thì đã thay đèn đóm đẹp đẽ rồi. Nó vỡ đèn mà thì thay đôi đèn này đẹp lắm này. Các bạn mua về an tâm lắm, đi gia đình tiết kiệm nhiên liệu, để cho bà con 180 bao vào tên, hợp lý lắm. Mà màu đen xịn không đổi màu nhé, không khoan đục taxi đời 2009 bản E có túi khí và hoành ABS các nhé. Đấy, còn nếu không anh em mình cố lấy bản G đời 2009 thì có tầm cửa tiền anh quanh ở 240 là anh em mình sang xe được rồi. Đấy, đang bán 250 để cho anh em 240 là hợp lý rồi các bác nhé. Đó, rất nhiều sự lựa chọn này. Kia Rio đây, Kia Rio thì có số sàn và số tự động, đây là phiên bản số tự động các bạn. Mang nước sơn màu trắng này, có màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu vàng cát, rất là nhiều sự lựa chọn. Chiếc này thì 350 đời 2016, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, động cơ 1.4. À, dòng này thì nó sẽ tiêu hao của chúng ta anh quanh khoảng tầm bằng ASEAN kia, nó chính là máy con ASEAN luôn đấy. Nó dùng chung máy với ASEAN mà. Đấy, nhưng Kia Rio sau này nó đổ thành Kia Soluto. Thì chiếc này thì anh em mình đang giao bán là 358 triệu để anh em 350 bao vào tin. Đấy, anh em cảm thấy hợp lý được anh em mình chơi. Chiếc này thì nó hơn cái là nó có cruise control các bạn, số tự động, cửa sổ. Có cái gì nhỉ? Có 4 phanh đĩa và phanh ABS đầy đủ. Đấy. Còn đây, đây là một mẫu xe mà em rất là tâm đắc các bạn. Đây chiếc này thì em có thể bảo hành bằng tính mạng luôn này. Các bạn, không ai mang tính mạng là đùa nhưng em bảo hành tính mạng luôn. Chiếc này đi 3.3 xịn, 3.2 xịn này. Một chủ tư mới, xe gia đình biển Vĩnh Phúc tên tư nhân. Em mua chính tên chính chủ đang rút hồ sơ, giả biển người ta mua xe mới. 318 triệu đồng, giá này thì bớt nhẹ và bao sang tên nhé. 88A48733, chiếc xe chủ xe đăng kiểm tới tháng 7 năm 2024. Một chủ tư mới, nhập khẩu Thái Lan, động cơ 1.2, xe gia đình như mới luôn, mới đét luôn các bạn. Đồ chơi phụ kiện, full đồ chơi phụ kiện, đèn bi sơ lông này. Là có cả ốp bậc lên xuống này, màn hình Android, cam nùi, cam hành trình. Chiếc này em đã quay rồi các bạn, nét lắm, ỉu nó nét mà mới đét đẹp luôn ấy, không mất một phân keo chỉ nào. Máy số thân vỏ zin hết. 318 triệu đồng, giá mới bây giờ lăn bánh khoảng tầm 400, 390, 400. Anh em mua mới thì anh em cứ mua. Còn anh em ủng hộ em thì anh em alo cho em. Nó không khác gì một chiếc xe mới cả các bạn, nó đi có 3 vạn thôi mà đi được hơn 1 năm mà mất những gần 100 triệu rồi thì anh em cảm thấy nó hợp lý hay chưa? Thì anh em mình quan tâm đến trực tiếp cửa hàng gặp khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062759 nhá. Em sẽ lên sóng nhiều phần, nhiều video nên quý vị anh chị bà con nào anh em mình đăng ký kênh thì sẽ theo dõi một phần 1, phần 2 tổng hợp qua ngày thôi vì mấy hôm hiện lại về nhiều lắm. Nên là bà con cứ an tâm, em sẽ tổng hợp lần lượt cho bà con các anh chị để xem tiện có những mẫu xe nào nó hợp lý được thì anh em mình qua cửa hàng. Anh em mình alo cho khả năng qua số điện thoại 0326062759. Sunny là một mẫu xe số tự động giá rẻ nhất thị trường phân khúc hạng B. Không có nào rẻ hơn nó cả. Đời 2013, mang biển Hà Nội, tên tư nhân, máy số keo chỉ zin hết toàn bộ xe. Mà nội thất cũng nguyên zin theo xe. Con này đi có 11.2, 8.9 nhỉ, 9 vạn hay 11 vạn gì đấy. Em nhớ không lầm con này 11 vạn. Có hai con cơ. Thì tí cứ quay con này trước đi. Mang nó sơn màu bạc, sạch sẽ, đẹp đẽ. Động cơ 1.5, nó bằng Vios các bạn. Mà máy của Nhật Bản nó rất là bền. Tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với gia đình nhà mình. Form dáng thì xấu, không đẹp bằng những dòng xe phân khúc B khác. Nhưng mà thực tế thì cho thấy nó hiệu quả sử dụng rất là cao. Độ rộng thì tốt và bền, máy móc gầm bệ chắc chắn. Đồ Lixan đắt hơn một tí nhưng mà bền hơn. Sau đó lại còn tiết kiệm nhiên liệu và nói chung là máy móc nó cũng bền, gầm bệ chắc chắn. Anh em mình mua xe này về an tâm và giá nó rất rẻ. Rẻ hơn so với những xe cùng đời khoảng tầm 100 triệu đồng. Đặc biệt chiếc này có 2013 có bán có 230 triệu đồng thôi. Quý vị chị nhá, 230 triệu đồng, 238 triệu để anh em 230 bao vào tên chính chủ các bác nhé. Đấy quý vị chị bà con này, anh em mình cảm thấy hợp lý được anh em mình chơi, liên hệ với khả năng qua số điện thoại 0326062759. Còn không anh em mình có thể lựa chọn chuyển sang một mẫu xe phân khúc khác. Hạng hạng B các bạn, hạng B xe đẹp, bản Sport này. Sport nó đẹp lắm, con này nó là Mazda 2 đời 2016 với cửa tiền 350, bao sang tên chính chủ. Hồ sơ thì bên em sẽ tiến hành rút hồ sơ luôn vì đây là biển Hà Nội, người ta sẽ mua xe mới rồi. Mang nước sơn màu đỏ, đỏ này đỏ đẹp, màu Mazda các bạn, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6 màu đỏ nó nét căng luôn. Đấy, một chủ từ đầu, xe zin đẹp, nét căng không lỗi nhỏ. Không va chạm, không đâm đụng mặt nước, keo chỉ zin hết, nốt nắp đẹp. Đấy, sơn xi đẹp, sạch sẽ. Cửa chốt mất rồi đâu. Chiếc xe này đời 2016 nhá, bản Sport các bạn. Bản Sport thì nó có thêm chế độ gẩy số Sport, gẩy lên phát là Sport, nó đi rất là khỏe luôn. Với động cơ 1.5 tiết kiệm nhiên liệu hơn cả dòng Sunny và Vios các bạn. Vì đây là máy mới, công nghệ mới của dòng Skyactiv. Siêu nét các bạn, đẹp lắm. Nói chung là xe này cam hành trình đầy đủ hết rồi. Màn hình theo xe, máy số nguyên bản theo xe, mặt máy zin nguyên hết, dàn cò nguyên zin nguyên hết, chưa hề ra một tí dàn cò là luôn các bạn. Xe đẹp không lỗi nhỏ, đẹp lắm. Những con xe như thế anh em mình mua đi 10 năm nữa không bao giờ phải lo. Đây này, nếu mà anh em mình muốn rẻ hơn thì anh em có thể nghiên cứu lấy ASEAN đời 2018, một chủ tư mới, xe biển Bắc Giang nhé. Biển 34 này nó thật các bác là bọn em
nắp vào để chạy đi dọn vệ sinh, dịch vụ dọn xe thôi, chứ còn để đi thì không đi được. Anh em nào đi mua xe thì em bấm biển luôn cho bà con các anh chị với mức giá là 315 triệu đồng, bao trọn gói sang tên bấm biển, làm trả góp được tất cả những mẫu xe đời hay như 2016 trở lên nhé, là bên em có hỗ trợ trả góp từ 50% trở lên. Quý vị chị bà con nào anh em mình quan tâm được trực tiếp qua cửa hàng liên hệ với Khả Đăng qua số điện thoại 0326062789. Với động cơ 1.4 số sàn thì nó tiết kiệm nhiên liệu 5 lít rưỡi trên 100 km, rất là phù hợp với gia đình nhà mình. Quý vị chị bà con nào anh em mình quan tâm, anh em mình qua cửa hàng xem xe, còn rất nhiều những mẫu xe đẹp có thể trả góp được, giá chỉ từ 130 triệu đồng thôi, thì anh em mình xem cân đối này, xem hợp lý được thì anh em mình đến cửa hàng Khả Đăng ô tô nhé. Video thì thời lượng có hạn nên em sẽ quay nhiều phần vì quá nhiều xe không thể quay hết một lúc được. Nên quý vị chị bà con nào anh em mình đăng ký kênh theo dõi thì vào xem phần 2, phần 3 của Khả Đăng ô tô lên sóng review về những mẫu xe bên em trong ngày các bác nhé, trong ngày 15, 16, 17 tháng 12 năm 2023. Sắp tất niên đến nơi rồi các bác ạ. Nên quý vị chị bà con nào anh em mình chưa có xe thì cố gắng qua sớm nhé. Hôm nay thời tiết nó đang nóng, tự dưng nó rét phát, thực sự nhiệt độ nó xuống sâu thật. Mà đi trời đi xe máy không thể chịu nổi các bạn. Em nói thật các bác không biết các bác gồng đến bao giờ nữa, anh em mình cố lên mua nhé. Em mong muốn các bác giàu có thì ngày này mới bán được. Các bác chỉ mong các bác giàu có thôi. Quý vị chị anh em đi qua xin Khả Đăng xin một like được không ạ? Vì cái này đấy nó thực ra nó miễn phí nhưng mà nó giúp em tăng tương tác với khách hàng hơn thì nó tiếp cận được nhiều người hơn các bạn. Em chỉ rất mong muốn làm sao mà làm việc trực tiếp cùng các bác được. Nhiều bác quý Khả Đăng ô tô lắm nhưng đến toàn thế. Em chào anh Khả Đăng nhưng mà em có gọi anh 5 năm nay rồi nhưng mà hôm nay đến không gọi. Thực ra không gọi thì sẽ là khách của anh em chợ và mình là người chủ chợ đây, nhưng mà mình sẽ cái tiền đấy sẽ cho vào tiền quỹ để cuối năm anh em mình làm cái tất niên hay là chi tiêu cho công việc của chợ thôi, chứ không vào tiền ai cả. Chính vì thế nên khách hàng của em thì chắc chắn sẽ không mất tiền các bác nhé, không mất tiền lương cho nhân viên hay cho ai, bất cứ ai cả, nên em sẽ làm trực tiếp cho các bác thì nó dễ dàng hơn. Quý vị chị nào anh em mình quan tâm được thì anh em mình nhớ ủng hộ Khả Đăng ô tô, trước khi đi nhớ alo cho em qua số điện thoại 0326062789 ạ. Trân trọng cảm ơn mọi người rất nhiều. Mẫu xe màu trắng này đời 2021 số sàn phiên bản MT, em mua chính chủ luôn. Chiếc này mua chính chủ luôn nhé, một chủ từ mới, xe đẹp, nét căng. Xe mới có 33.000 km thì các bạn, đời 2021. Chiếc xe mang nước sơn màu trắng số sàn đời 2021 này em đang bán là 339 triệu đồng. Để cho anh em bao hồ sơ thôi. Quý vị chị bà con anh em qua xem xe, lỗi em tặng luôn, không bán làm gì cả, bận. Nét lắm, thực sự nó nét từng chi tiết luôn. Đấy. Anh em quan tâm em có thể gửi hình ảnh qua Zalo nhé, anh em nhớ chụp hình màn hình rồi gửi qua Zalo cho em. Em gửi cho các bác. Đây ASEAN ATH số tự động này, nó có số sàn này, bản thiếu, số sàn bản đủ, số tự động bản thiếu và số tự động bản đủ. Đây là số tự động bản cao cấp nhất, là bản đủ đời 2021, nó lên model mới rồi, form mới các bác nhé. Màn nước sơn màu đỏ cho anh em mình lựa chọn này, 448 triệu đồng là giá của cửa hàng đưa ra. Đấy, chiếc xe này thì em máy còn zin nguyên, keo chỉ zin, sơn xi sạch sẽ, màn nước sơn màu đỏ. Biển Nam Định các bạn, là Nam Định tên tư nhân đã rút hồ sơ. Anh em vào sang tên bấm biển thì sẽ trong vòng khoảng 3-4 ngày là anh em mình sẽ bấm biển được ngay thôi các bác nhé. Nên các bác an tâm. Bản ATH thì nó có thêm cửa lock, có thêm cái cảm biến lung tung ấy, nhưng mà chiếc này thì nó lên form mới rồi thì nó rất là đẹp, và hình sao rơi của nó như thiết kế nó nhìn đẹp hơn rất là nhiều so với form cũ kìa. Đấy, so với form cũ thì con này nó form mới nó đẹp hơn hoàn toàn luôn. Anh em mình quan tâm thì em lại thì gửi hình ảnh qua Zalo số điện thoại 0326062789 nhé. Vì Khả Đăng ô tô sẽ có giới hạn 2700 bạn thôi, nên chính vì thế nên Zalo của em nó sẽ bị đầy. Quý vị anh chị không kết bạn được, anh em cứ nhắn tin nhé, em trả lời các bác nhiệt tình luôn. Tất nhiên là không phải lúc nào cũng trực tiếp trả lời ngay được, nên anh em nào mà muốn hỏi cái gì đó thì anh em cứ alo trực tiếp cho em trước nhé các bác nhé. Vì alo thì sẽ nghe ngay, còn lại trả lời tin nhắn thì lúc nào cầm máy thì mới nghe được chứ, mới trả lời được chứ, đúng không ạ? Nên năm lúc này anh em cứ đòi trả lời ngay thì hơi khó. Đây này, 2014 thì anh em mình mua Sunny đi. Số tự động nó lanh quanh khoảng tầm 250 thôi, bao vào tên được rồi. Đấy, có 24, 23, 24 nhé, hai con màu bạc và một con màu đen. Thì em quay cho các bác con màu đen nữa. Số sàn thì có 2020, anh em mình lựa nhé. Rất là nhiều sự lựa chọn. Kia Sedato cũng là mẫu xe mà phân khúc C số sàn, có cruise control mà xe đẹp, form dáng đẹp. Sedato K3 2016 nó giống nhau. Thì đây là Sedato đời 2016, 348 triệu đồng, mang nước sơn màu đen. K3 thì bán có 330 thôi, rất là hợp lý các bạn. Anh em mình quan tâm, anh em mình đến cửa hàng xem xe rồi lựa, anh em mình hợp lý chiếc nào anh em mình lấy chiếc đấy các bác nhé. Còn xe thì tình trạng xe cộ thì cứ phải xem qua thì mới cam kết bảo hành cho các bác được. Chứ nhiều xe như này thì không thể xem một lúc xem hết được. Còn con nào em xem rồi thì em sẽ biết chắc chắn là sẽ cam kết cho bà con nó đi, khi hỏi kỹ thuật của em nữa, chứ không thì bây giờ cứ tin siêu, tin nhân viên nó đi mua nó về nó báo thì cam kết bừa thì chết các bạn. Nên là nữa. Nên là em đã làm là làm chuẩn và không bao giờ nói sai. Đã làm là phải làm nét, phục vụ cho quý vị anh chị nó phải nhiệt tình. Quý vị anh chị bà con nhé. Em Khả Đăng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là dòng Chevrolet Cruze đời 2010 phiên bản số sàn. Dòng này thì nó phân khúc hạng C nhưng mà đến từ thương hiệu của Mỹ. Trước tiền thân nó là Daewoo Lacetti. Chính vì thế nó rẻ mà đẹp, đời 2000
10 thì nhà em bán có bao nhiêu? 179 triệu đồng thôi, để anh em 170 là bán được rồi các bác nhé. Đấy, anh em mình quan tâm thì anh em qua xem. Tiếp theo là khả năng xin giới thiệu cho bà con các anh chị một mẫu xe đời Accent đời 2019 chứ, chiếc này 2019 bản ATH số tự động, cửa tiền 400. Anh em mình mua được chiếc này trả góp được 130. Còn nợ lại khoảng tầm 280 300 thoải mái các bạn. Mỗi năm mỗi tháng trả 3 triệu 5 triệu tiền gốc cộng với tiền lãi, 100 triệu thì lãi khoảng 1 triệu. Anh em cứ cộng cứ chia cho em, chứ bây giờ bắt em chia nhiều, các bác cứ gọi điện bắt em chia thử xem bao nhiêu thì nói thật với các bác là anh em nên Google, anh em tìm kiếm cho nó nhanh. Hỏi em làm gì? Cứ mỗi tháng 100 triệu tiền lãi khoảng 1 triệu. Đấy là anh em mình tính ra. Ông nợ 300 thì 60 tháng thì mỗi tháng trả 3 triệu chẳng hạn. Thì 23 triệu tiền lãi là 6 triệu. Thế thôi. Hợp lý mà. Đây, Vios E đời 2018 này bây giờ rẻ rồi. Con này chắc thì 330 là bán được rồi không nhỉ? 320 cũng bán rồi. Con này để lâu rồi, con này để lâu rồi bán rẻ. Form mới này là bình thường bây giờ phải 34 đấy, nhưng mà con này bán rẻ, 320 cũng bán. Đấy, quý vị chị quan tâm alo cho em. Đây có màu vàng cát đây, Soluto 2021 thì 330 đời 2021, số sàn. Một chủ tươi mới biển Thanh Hóa mang nước sơn màu vàng cát các bác nhé. Tất cả những mẫu xe đời 2016 trở lên trả góp 50% trở lên các bạn. Nhưng chiếc này thì trả khoảng tầm 130 là ok rồi, thoải mái. Còn rất là nhiều xe khác, quý vị chị bà con này, anh em đi qua để lại khả năng xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh. Khả năng còn rất nhiều xe chưa lên sóng phục vụ cho bà con có bánh chị được. Đấy, còn mới đi qua một hàng xe thôi mà đã hết thời gian mất rồi. Quý vị chị bà con nào, anh em mình đi qua để lại khả năng xin một like, một đăng ký kênh, đón xem phần tiếp theo, phần thứ hai khả năng ô tô sẽ đăng kê sau ngày sau đây. Quý vị anh chị bà con nào, anh em mình quan tâm được, anh em mình qua cửa hàng xem xe, còn rất là nhiều mẫu mà khả năng chưa lên sóng được nhé. Em sẽ tiếp tục lên phần 2 và kết thúc phần 1 ở đây. Khả năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin chúc tất cả quý vị anh chị bà con luôn luôn mạnh khỏe, thành công và may mắn. Hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp em. Khả năng chân thành cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video clip tiếp theo của em đang. Xin chào.